Trời ơi, rau thì sâu bệnh, tiền thì không có, lấy đâu vốn mà để mở rộng kinh doanh đấy chứ. Chị Mai ơi, chị Mai, chị có nhà không? Ai đấy? Dạ, em Nhung đây chị. À, chị Nhung hả? Mời chị vào. Sao chị? Ơi, hôm nay sao rau lại đến nhà tôi vậy? Dạ. À, chuẩn bị tổng kết cái phong trào hội chị, cho nên em tới để mời chị cùng tham gia vào ở với hội. Ôi, tôi đang đau đầu về rau đây. Rau sâu bệnh quá chị ạ. Mà muốn mở rộng kinh doanh lại không có vốn. À, mà chị, sao chị không tham gia vào hội phụ nữ thương minh đi? Thôi, tôi chả tham gia đâu. Tôi chả thấy có quyền lợi gì mà cứ đóng tiền hoài. Chị ơi, vào hội mình đóng cái hội phí đó là trách nhiệm của một hội viên, nhưng mà bên cạnh đó mình có nhiều cái quyền lợi khác chị ạ. Thế quyền lợi gì chị nói tôi nghe. Dạ chị ơi, cái quyền lợi của mình đầu tiên là mình được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến phụ nữ. Thứ hai nữa là nếu chị muốn sản xuất kinh doanh á, mở rộng sản xuất kinh doanh thì bên hội sẽ hỗ trợ cái nguồn vốn cho chị để chị mở rộng sản xuất kinh doanh. Thứ ba nữa là nếu chị mà sản xuất kinh doanh chị cần vốn, cần cái kỹ thuật á, thì bên hội mình cũng hướng sẽ có cái hỗ trợ về cái kỹ thuật cho chị để chị sản xuất kinh doanh cho nó tốt á. Nhiều quyền lợi khác nữa đó chị ạ. Ừ, thế thì chị lần này cho tôi tham gia sinh hoạt phụ nữ với nhé. Dạ, vậy thì đến cái ngày tổ chức hộ tổng kết á, mời chị cùng tham gia để mình nghe được nhiều cái quyền lợi khác nữa nghe chị. Dạ. Dạ rồi. Cảm ơn chị. Dạ rồi, về chào chị nhé. Dạ. Giúp nhau phát triển kinh tế là một chương trình lớn do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, và để hưởng ứng cái nhiệm vụ trọng tâm này thì Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phường 10 thành phố Đà Lạt trong những năm qua cũng đã phát triển và xây dựng được rất là nhiều mô hình để giúp các chị em phát triển kinh tế. Đó là một số mô hình nổi trội như là nuôi heo đất, tổ xoay vòng vốn tiết kiệm, mô hình vòng tay nhân ái, phong bì tình thương, mô hình đang mắc áo dài len, tổ may, và một số cái mô hình thiết thực khác. Và cái tổng số vốn của các mô hình này đem lại đó là lên tới hàng tỷ đồng, và đã giúp cho rất là nhiều chị em được tạo điều kiện xoay vòng vốn, vay vốn để phát triển kinh doanh, giảm nghèo bền vững trên địa bàn phường. Bên cạnh đó thì hội cũng hết sức tập trung quan tâm đến những chị em để tạo điều kiện cho các chị em tiếp cận với nguồn vốn của nhà nước thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội Lâm Đồng với cái lãi suất ưu đãi, để các chị em có thêm được cái nguồn vốn phát triển kinh tế về tất cả mọi và ổn định cuộc sống về tất cả mọi mặt. Và thông qua những mô hình này thì trong thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng đã gắn với cái nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cũng đã hỗ góp phần rất là nhiều trong cái công tác giảm nghèo, giảm hộ cận nghèo. Đồng thời chúng tôi cũng phải thường xuyên đồng hành với hội viên phụ nữ để có thể kịp thời gỡ với những vướng mắc khó khăn của mỗi chị em phụ nữ, để từ đó thu hút chị em phụ nữ ngày càng đến với tổ chức hội càng đông hơn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thường xuyên tham mưu tổ chức những cái tọa đàm, buổi hội nghị nói chuyện chuyên đề, phối hợp với các ban ngành đoàn thể liên quan tổ chức những cái hội nghị chuyên đề chuyển giao khoa học kỹ thuật, để từ đó tìm ra những cái phương pháp tháo gỡ những cái vướng mắc khó khăn đối với mỗi nhu cầu của mỗi chị em. Và bên cạnh đó nữa, đó là cái công tác thi đua khen thưởng cũng rất là quan trọng. Phải thường xuyên sơ tổng kết rút kinh nghiệm, đánh giá hoạt động của mỗi mô hình, mỗi câu lạc bộ, đồng thời biểu dương khen thưởng những cá nhân, tập thể, mô hình, câu lạc bộ có những cái sáng kiến, sáng tạo, thành tích tốt trong một năm định kỳ tháng cuối năm hoạt động, để từ đó chúng tôi có thể nhân rộng những cái mô hình hay, nhân rộng ra toàn phường để có thể giúp được thêm càng nhiều chị em phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.